Xin chào quý vị các bạn, chúng ta đang có mặt tại Toyota Thăng Long để quan sát và tìm hiểu một mẫu xe đối thủ nặng ký nhất của Hyundai 10 tại Việt Nam trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A, đó chính là Toyota Wigo. Phiên bản trước mắt chúng ta là Wigo 1.2 AT số tự động, có giá bán niêm yết 405 triệu. Chiếc xe này thì có rất nhiều tùy chọn về màu sắc, có tới 7 màu. Và chúng ta đang nhìn đây chính là chiếc xe màu bạc, một màu sắc trung tính hài hòa, bán rất chạy tại Việt Nam. Đây là tổng thể phần đầu xe, các bạn thấy là đèn bi projector nổi bật hoàn toàn hơn so với đối thủ Hyundai 10. Đèn sương mù cũng đã được trang bị đầy đủ. Đèn xi nhan trên gương, tay nắm cửa cùng màu thân xe. Phần đuôi xe thì vuông vức và mạnh mẽ hơn so với đối thủ i10. Và đặc biệt là hệ thống đèn phía sau của Wigo đều sử dụng 100% là đèn LED. Wigo phiên bản này thì đã có sẵn cả bến lùi, tuy nhiên thì camera lùi vẫn còn thiếu. Cánh hướng gió trên cao có tích hợp đèn phanh, giúp xe phía sau dễ quan sát hơn. Đây là hàng ghế thứ hai của chiếc Wigo này. Ghế nỉ có tựa đầu cho cả 3 vị trí, rất là rộng rãi và thoáng. Phần phía trước này thì hàng ghế phía trước sử dụng dạng ghế thể thao, đính liền phần thân với lại phần tựa đầu. Nội thất của Wigo khá là đơn giản nhưng hợp lý. Giá bán của chiếc Wigo này đang là 405 triệu và quý khách có nhu cầu trả góp trả thẳng, lái thử có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline bên dưới để được trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.